Welcome to Miss Hung's English class. Today we learn the days of the week in English. Now repeat after me. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Now class again. Days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. What day is it today? It's Monday. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ hai. Vậy khi chúng ta muốn hỏi hôm nay là thứ mấy, ta sẽ có mẫu câu là What day is it today? Và từ is it chúng ta có thể đọc nói vần lại là is it. Và chúng ta đọc nguyên câu là What day is it today? Is chúng ta cộng vào phía sau là một thứ nào đó trong tuần. Phần này các con ghi vào vở cho cô các ngày trong tuần. The days of the week. Chúng ta ghi hết trang này và chúng ta ghi mẫu câu hỏi đáp hôm nay là thứ mấy. What day is it today? Khi trả lời các con nhớ là is, chúng ta thêm vào thứ. Khi chúng ta hỏi về thứ mấy thì chúng ta cứ việc thế thứ đó ở trong tuần vào vị trí sau is. Now let's sing a song, Days of the Week. Hi kids, here is a fun song to help you learn the days of the week. Mother Hen is going to sing it for us. Let's listen. Monday, Tuesday, Wednesday. Repeat after Mother Hen. Here we go. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, the days of the week. Great job. Now, let's sing it quietly. Monday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, the days of the week. Well done. Now let's try it really loud. Monday. Now, let's sing it really fast. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Thank you for joining us. Goodbye, class. See you soon.